hỏi nữa dành cho đại tá Nhật ạ. Đó là trong thời gian vừa qua thì cũng có một số những cái trường hợp là người dân có mua những cái máy đo nồng độ cồn và đưa ra sử dụng. Vậy thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào về những cái việc sử dụng những cái loại máy đo nồng độ cồn này với người dân ạ? Cái thứ nhất chúng tôi khẳng định là cái việc sử dụng cái thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông ấy, là được quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính, trong nghị định của chính phủ quy định về thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính. Và cái thiết bị này thì được kiểm định và nó thỏa mãn giữa hai cái kỳ kiểm định theo quy định của pháp luật. Thì với những cái thiết bị đạt tiêu chuẩn như vậy thì mới có cái căn cứ để lực lượng chức năng xử lý cái vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Thế còn đối với người dân thì cái việc mà mua rồi sử dụng những cái thiết bị đo nồng độ cồn khác thì nó có thể mang cái yếu tố tham khảo của người dân. Tuy nhiên ấy thì tôi nghĩ rằng chẳng có cái máy nào tốt hơn là bằng chính cái bản thân của người, bằng chính cái ý thức của mỗi người. Khi mà đã biết được rằng là đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đã biết được rằng là mình ngày mai mình vẫn phải đi làm, mình vẫn phải điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì tối hôm nay chúng ta cũng có thể vui nhưng mà cũng không được, không nên quá đà, phải giữ một cái ngưỡng làm sao để cho cơ thể khỏe mạnh và tư duy tốt, trí tuệ tốt và có được cái sức khỏe.